Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Cuộc tranh luận giữa ông Biden và ông Trump, hai ứng viên công kích nhau kịch liệt. Cuộc tranh luận kéo dài 90 phút giữa tổng thống Joe Biden và cựu tổng thống Trump về nhiều vấn đề từ kinh tế, phá thai, nhập cư đến xung đột giữa Israel Hamas và Nga và Ukraine. Cuộc tranh luận diễn ra có trật tự hơn so với năm 2020 hai thành viên cao cấp của đảng dân chủ bày tỏ lo ngại về phần tranh luận của ông biden đặc biệt là khi ông có khoảnh khắc mất dòng suy nghĩ về chương trình medicare nhà bình luận van jones của cnn nhận xét phần tranh luận của ông biden đau đớn và không làm tốt chiến dịch tranh cử của ông trump tuyên bố chiến thắng cho rằng ông biden đã cho thấy lý do ông đáng bị sa thải các quản lý chiến dịch của ông trump tuyên bố ông trump đã mang đến màn tranh luận tuyệt vời nhất và đạt chiến thắng lịch sử Cuộc tranh luận kết thúc sau 90 phút với phát biểu kết thúc kéo dài 2 phút của mỗi ứng cử viên. Ông Trump cáo buộc ông Biden để chiến tranh nổ ra và vấn đề nhập cư phức tạp. Ông Biden phản pháo nói rằng Mỹ đã đạt tiến bộ đáng kể về thuế và chăm sóc sức khỏe sau thất bại dưới thời Trump, cam kết tiếp tục giảm lạm phát và phản đối đề nghị tăng thuế quan của ông Trump. Ông Trump thách thức ông Biden làm bài kiểm tra nhận thức và chỉ trích ông Biden không thể vượt qua bài kiểm tra này. Ông Biden nói rằng Mỹ là quốc gia mạnh nhất thế giới và chỉ trích ông Trump không quan tâm đến các cựu chiến binh. Cuộc tranh luận chuyển sang vấn đề nhập cư và cựu chiến binh, với ông Trump cáo buộc ông Biden không quan tâm đến các cựu chiến binh và phá hoại an sinh xã hội. Ông Biden nói nền kinh tế Mỹ hỗn loạn vào thời điểm ông Trump rời nhiệm sở và cáo buộc ông Trump chiều theo lòng tham của doanh nghiệp. Theo đài CNN, trước cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên của tòa Bạch Ốc, 55% cử tri kỳ vọng là ông Trump sẽ thể hiện tốt hơn ông Biden. Sau tranh luận thì có 67% cử tri cho rằng ông Trump đã làm tốt hơn so với chỉ có 33% ủng hộ cho ông Biden. Kết quả này cho thấy sự thay đổi so với năm 2020. Khi đó, ông Biden được đánh giá là vượt trội hơn ông Trump trong các cuộc tranh luận tổng thống. Đáng chú ý, 57% người xem tranh luận cho biết là họ không có niềm tin thật sự vào khả năng lãnh đạo đất nước của ông Biden. Trong khi con số này đối với ông Trump là 44%. Cuộc thăm dò được thực hiện qua cử tri qua tin nhắn với 565 cử tri đã ghi danh. Là những người cho biết là họ đã xem cuộc tranh luận. Có tới 81% cử tri đã xem tranh luận cho biết rằng nó không ảnh hưởng gì đến sự lựa chọn tổng thống của họ. 14% nói rằng màn so găng khiến cho họ cân nhắc lại nhưng không thay đổi quyết định, trong khi chỉ có 5% cho biết là đã thay đổi ý kiến sau khi xem. 48% người xem cho rằng ông Trump giải quyết tốt hơn những lo ngại về khả năng đảm nhận chức vụ tổng thống, trong khi 23% thì cho rằng ông Biden làm tốt hơn và 22% cho rằng không có ứng cử viên nào làm tốt. Cần lưu ý rằng kết quả thăm dò chỉ phản ánh ý kiến của những cử tri đã xem tranh luận và không đại diện cho toàn bộ cử tri. Người xem tranh luận trong cuộc thăm dò này có xu hướng thiên về Đảng Cộng hòa nhiều hơn so với Đảng Dân chủ. Trong số những người xem tranh luận, 48% người chỉ có cân nhắc bỏ phiếu cho ông Trump và 40% chỉ cân nhắc bỏ phiếu cho ông Biden. Còn 2% đang cân nhắc cả hai ứng cử viên và 11% không cân nhắc bỏ phiếu cho cả hai. Hàng chục bác sĩ điều dưỡng bị truy tố về hành vi gian lận. Bộ Tư pháp vừa truy tố hình sự 193 người, trong đó có 76 bác sĩ, điều dưỡng và các chuyên gia y tế khác về các hành vi gian lận trong chăm sóc sức khỏe liên quan đến số tiền 2,75 tỷ Mỹ Kim. Chiến dịch kéo dài 2 tuần đã bắt giữ các bị cáo bị buộc tội phân phối trái phép hàng triệu viên thuốc kích thích Adderall. Bên cạnh đó, chiến dịch còn liên quan đến 176 triệu Mỹ Kim gian lận liên quan đến việc điều trị lạm dụng ma túy và rượu. Trong đó có một bị cáo bị cáo buộc thanh toán cho chương trình Medicaid liên bang để điều trị không phù hợp. Theo Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland, Vụ truy quét trên còn nhắm vào các chương trình liên quan đến y tế từ xa, với 36 người bị cáo buộc trục lợi 1,1 tỷ Mỹ Kim từ chương trình Medicare. Theo ông Garland, Bộ Tư pháp sẽ đưa ra công lý những tội phạm lừa gạt người Mỹ, ăn cắp từ các chương trình do người đóng thuế tài trợ và khiến mọi người gặp nguy hiểm để trục lợi. Trong một trường hợp, các công tố viên liên bang cáo buộc 7 người liên quan đến công ty Dunn Global, trụ sở tại San Francisco, về hành vi phân phối bất hợp pháp Adderall, một loại thuốc kích thích dùng để điều trị chứng rối loạn tăng động, thường được gọi là ADHD. Một nhân viên y tế tại công ty bị cáo buộc kê đơn 1,5 triệu viên Adderall, trong khi ít tương tác với bệnh nhân. Trước đó, cơ quan hữu trách đã truy tố người sáng lập công ty và bác sĩ hàng đầu của công ty. Các cuộc điều tra được dẫn đầu bởi đơn vị chống gian lận hình sự của Bộ Tư pháp Mỹ với sự tham gia của Văn phòng Tổng thanh tra Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, FBI và Cơ quan Phòng chống ma túy. Cựu cảnh sát trường của Uvalde bị khởi tố vì không ngăn chặn được vụ xả súng ở trong trường học. Cựu cảnh sát trường của học khu Uvalde là Pete Arredondo vừa bị bồi thẩm đoàn tiểu bang Texas khởi tố do không ngăn cản được vụ xả súng vào năm 2022 tại trường tiểu học Rob Uvalde, khiến cho 21 người thiệt mạng. Arredondo đối diện với 10 cáo buộc liên quan đến gây tổn hại trẻ em và tắc trách và hiện nay đã tại ngoại sau khi đóng tiền bảo lãnh. Vụ xả súng xảy ra vào ngày 24 tháng 5 năm 2022, cướp đi sinh mạng của 19 học sinh và hai giáo viên. Cảnh sát đi dưới sự chỉ huy của Arredondo đã mất đến 77 phút để hạ gục tay súng 18 tuổi. Bộ Tư pháp kết luận rằng cảnh sát đã bỏ qua nhiều cơ hội để đánh giá và can thiệp kịp thời dẫn đến thương vong lớn. Báo cáo dài 575 trang của Bộ Tư pháp cho rằng, lãnh đạo cảnh sát địa phương đã mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng trong phản ứng đối với vụ xả súng này. Arredondo bị sa thải vào tháng 8 cùng năm, sau khi cơ quan cảnh sát của học khu Yuvadi kết luận là ông này điều phối chiến dịch không thành công. Hội đồng thành phố Yuvadi phủ nhận những cáo buộc rằng lực lượng cảnh sát đã thiếu trách nhiệm, gây phẫn nộ cho gia đình các nạn nhân. Đại bồi thẩm đoàn tiểu bang Texas tiếp tục điều tra và triệu tập lời khai từ cảnh sát, cũng như nhân viên cơ quan an ninh công cộng của tiểu bang, giáo viên và học sinh của trường học Rope. Báo cáo của Bộ Tư pháp cũng chỉ ra rằng cảnh sát đã ngừng hành động khi đến gần khu vực lớp học, nơi tay súng đang sát hại học sinh và giáo viên. Đánh giá tình hình theo hướng nghi phạm cố thủ bất chấp dấu hiệu nguy cấp. Đội điều tra kết luận cách đánh giá tình huống của cảnh sát Yuvadi là thất bại chiến thuật nghiêm trọng nhất Quyết định của cảnh sát Yuvadi ở tại hiện trường đã đi ngược lại với quy trình phản ứng xả súng, nơi yêu cầu hành động nhanh chóng và quyết liệt để nhằm loại bỏ mối đe dọa. Bộ Tư pháp còn phát hiện ra nhiều vấn đề trong việc di chuyển học sinh, đoàn tụ với gia đình, cập nhật thông tin và hỗ trợ tư vấn tâm lý cho các nạn nhân sau sự việc. Tối cáo pháp viện tạm thời cho phép phá thai vì lý do khẩn cấp tại Idaho. Tối cáo pháp viện vừa ra phán quyết cho phép các bệnh viện tại Idaho cung cấp dịch vụ phá thai trong trường hợp khẩn cấp dù chỉ tạm thời. Theo thông tin từ AP, phán quyết này với tỷ lệ 6-3 đã đảo ngược quyết định trước đó cấm phá thai ngay cả trong tình huống khẩn cấp. Phá thai vẫn là một vấn đề gây tranh cãi trong cuộc vận động tổng tuyển cử năm 2024. Phán quyết lần này dù có xem xét đến khía cạnh y học, vẫn chưa đủ để được coi là một quyết định lâu dài. Quyết định của Tối cao Pháp viện không giải quyết liệu các bác sĩ có quyền cung cấp dịch vụ phá thai khẩn cấp ở những nơi khác hay không. Trong bối cảnh nhiều tiểu bang do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã tiến hành hạn chế quyền phá thai. Tại Texas, một tòa kháng án đã ủng hộ lập trường của tiểu bang, cho rằng luật chăm sóc sức khỏe liên bang không thể vô hiệu hóa lệnh cấm phá thai của tiểu bang. Theo các tài liệu của tiểu bang, nhiều phụ nữ cần phá thai khẩn cấp đã bị từ chối sau khi Tối cao Pháp viện đảo ngược phán quyết Roe v. Wade năm 2022 vốn đã bảo vệ quyền phá thai từ năm 1973. Tổng thống Joe Biden tuyên bố phán quyết này của Tối cao Pháp viện bảo đảm rằng phụ nữ ở Idaho có thể nhận được chăm sóc y tế cần thiết. Tham vụ báo chí tòa bạch ốc Karin Jean Pierre cho biết không phụ nữ nào phải bị từ chối dịch vụ phá thai hoặc phải đợi khi sắp chết hay phải rời khỏi tiểu bang để phá thai trong trường hợp khẩn cấp. Trong lĩnh vực địa ốc, giá nhà tại Mỹ lại phá kỷ lục mới việc mua nhà đối với người dân Mỹ đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Theo dữ liệu mới nhất đã được đài NPR trích dẫn, giá nhà đã phá kỷ lục vào tháng trước. Lãi suất thế chấp tăng cao và tình trạng thiếu nhà để bán đã đẩy giá nhà lên đến mức cao kỷ lục. Có 4 điểm nổi bật về thị trường nhà ở hiện tại. Thứ nhất đó là giảm doanh số bán nhà. Cụ thể, tháng 5 thường là mùa cao điểm mua bán nhà, nhưng số nhà cũ được bán vào tháng này ít hơn so với tháng 4, giảm 2.8% so với cùng kỳ năm ngoái. Điểm thứ hai đó là lãi suất thế chấp tăng cao khiến cho việc mua nhà trở nên đắt đỏ hơn, đẩy nhiều người ra khỏi thị trường này. Những người đang sở hữu nhà cũng không muốn bán vì phải từ bỏ khoản thế chấp hiện tại với lãi suất cao. Thứ ba, giá trung vị của một căn nhà bán trong tháng 4 năm là 419.300 Mỹ kim. Đây là mức cao kỷ lục trong mọi thời đại. Số lượng nhà ở giá rẻ hơn bao gồm có những căn nhà khởi đầu đã bị cản kiệt. Phó Kinh tế Gia trưởng của Hiệp hội Môi giới Địa ốc Quốc gia cho biết, các căn nhà giá thấp hơn đang bị đẩy ra khỏi thị trường và lượng hàng tồn kho cũng ít hơn. Điểm thứ tư đó là lãi suất giảm nhẹ. Theo Freddie Mac, lãi suất trung bình của khoản thế chấp kỳ hạn 30 năm của tuần này là 6.87%, giảm từ 7.2% vào tháng đầu tháng 5. Tuy nhiên, mức lãi suất này vẫn còn cao hơn gấp đôi so với trước thời đại dịch. Lãi suất cao và giá nhà cao làm gia tăng đáng kể số tiền thanh toán hàng tháng cần thiết để mua nhà. Mặc dù số lượng nhà sẵn có trên thị trường vẫn còn thấp hơn so với tiêu chuẩn lịch sử, nhưng con số này đang tăng lên. Sự thiếu hụt nhà sẵn có trên thị trường đã tạo ra cơ hội cho các nhà xây dựng. Tuy nhiên, việc xây dựng nhà mới đang chậm lại, có thể sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nhà để bán. Công nhân lắp đặt máy bay của Boeing tuyên bố sẵn sàng đình công. Một đại diện công đoàn vừa cho hay những thách thức về tài chính và sản xuất của Boeing sau tai nạn bung cửa khoang hành khách trên máy bay 737 Max hồi tháng 1 năm 2024 sẽ không ảnh hưởng đến quyết tâm đình công của công nhân nhằm đạt được lợi thế trong quá trình thương lượng. Hiệp hội máy móc và nhân viên hàng không quốc tế đại diện cho hơn 30.000 công nhân lắp đặt máy bay Boeing ở Washington đang yêu cầu chế độ hưu trí tốt hơn và mức lương tăng lên 40% trong 3 đến 4 năm sau nhiều năm thu nhập không tăng. Trong cuộc phỏng vấn với Reuters, ông John Holden, chủ tịch IM District 751, đại diện cho công nhân khu vực Seattle cho biết các công nhân muốn đạt được một thỏa thuận. Họ muốn một thỏa thuận tốt, nhưng họ sẵn sàng đình công nếu cần thiết công nhân IM dự kiến bỏ phiếu của ủy quyền cho phép đình công vào ngày 17 tháng 7 nhưng họ không thể đình công trước khi hợp đồng hết hạn vào ngày 12 tháng 9 Nhà sản xuất máy bay đang cố gắng giải quyết cuộc khủng hoảng về chất lượng sản xuất sau khi một cửa khoang hành lý bật ra khỏi máy bay 737 Max của hãng hàng không Alaska Airlines vào ngày 5 tháng 1 trước đây. Giám đốc tài chính của Boeing cho biết việc giao hàng sẽ không tăng trong quý 2. Ngày 25 tháng 6, nhân viên của Boeing đã tổ chức một cuộc biểu tình tại nhà máy Renton của Boeing bên ngoài Seattle, trùng hợp với chuyến thăm của giới truyền thông để cho thấy những cải tiến về chất lượng tại nhà máy boeing không phản hồi về kế hoạch đình công có thể xảy ra của công đoàn